Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú với trên 12.000 loài thực vật. Trong đó, rất nhiều loài thực vật và nấm lớn có công dụng làm thuốc trải dài khắp cả nước. Vì vậy, xung quanh chúng ta có những loài cây tưởng chừng chỉ là cỏ dại, nhưng lại là cây thuốc có tác dụng điều trị bệnh. Làm thế nào để nhận biết được các loài cây thuốc? Có một cách để làm được điều đó. Tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, có một bảo tàng dược cổ truyền Việt Nam. Đây là bảo tàng dược học duy nhất trong cả nước, nơi trưng bày các tài liệu, tranh ảnh và hiện vật liên quan đến nghề thuốc đông y từ thời tiền sử cho tới ngày nay. Bảo tàng có rất nhiều bộ sưu tập giá trị, một trong số đó là hơn 1.300 bức tranh vẽ tay các loại cây thuốc. Một cuộc sống quanh ta hôm nay sẽ đưa quý vị đến bảo tàng tham quan bộ sưu tập tranh vẽ tay các loại cây thuốc lớn nhất Việt Nam. Bây giờ chúng ta đang đứng tại một địa điểm trưng bày các bức tranh về cây dược liệu của Việt Nam, cũng là một niềm tự hào của bảo tàng. Và trong số các bức tranh đó thì có những cái bức tranh về những cái dược liệu rất là thân thuộc, hàng ngày chúng ta thấy luôn nhưng mà chúng ta không biết được nó là cây thuốc có tác dụng trị bệnh. Ví dụ đó là cái cây xấu hổ, là cây trinh nữ đó, còn có tên là mimosa, nó mọc ven đường rất là nhiều luôn. Và nó là một trong những cây thuốc có tác dụng trị bệnh đau nhức mỏi rất là tốt luôn. Nếu như mà chúng ta biết cách sử dụng và chúng ta dùng thì nó lại trở thành một cây thuốc quý. Còn nếu chúng ta không biết thì nó trở thành cây cỏ dại mọc ven đường thôi. Khi mà có ý định về việc thành lập các cái bộ tranh này á, thì cái người nghiên cứu là chú Lê Khắc Tâm. Thì chú đã nghiên cứu trước đó nhiều năm rồi, sau đó mới chọn lọc ra và bắt đầu là gửi cho những cái họa sĩ người ta vẽ. Thì những cái cây nào nó có đặc điểm như thế nào đặc biệt nhất á, thì chú sẽ thể hiện trên toàn bộ cái bức tranh này. Ví dụ như cây nhầu, thì đầu tiên đó là cây quả của nó, cái trái của nó có hình dáng như thế nào. Hoa của nó thì có mấy cánh nè, cái đài hoa nó như thế nào rồi. Cái thân cây nó là lá mọc đối xứng hay lá mọc lệch. Cái vân của cái lá nó như thế nào. Thì những cái mà để nhận biết được cái cây đó thì thể hiện rõ ràng hết trên một bức tranh rồi. Thì đó là một cái cách nhận biết toàn diện về cái cây dược liệu để mình phân biệt với những cái cây mà nó có hình dáng giống giống nhau, để mình biết được cái cây nào là dược liệu, còn cây nào không phải là dược liệu. Bên cạnh đó thì bảo tàng mình còn có tiếp nhận thêm một bộ sưu tập tranh của họa sĩ nổi tiếng Bùi Xuân Chương với cái tâm huyết để truyền bá lại cho thế hệ sau biết về những cái tác dụng của cây thuốc. Thì ông đã tạo nên cái bộ tranh này và sau khi ông mất thì gia đình của ông đã hiến tặng toàn bộ bộ tranh cho bảo tàng để làm nơi lưu giữ và phát huy được ước muốn của ông là truyền bá lại những cái kiến thức của mình về cho thế hệ sau về cái cây dược liệu của Việt Nam. Làm thuốc được xem là một cái nghề truyền thống của Việt Nam mình luôn, cho nên mục đích của cái người thành lập bảo tàng đó là hướng tới việc gìn giữ và phát huy cái nghề này, cũng như là muốn truyền bá lại cho các thế hệ sau những cái kiến thức mà cha ông chúng ta đã dày công nghiên cứu tìm hiểu, và thế hệ chúng ta thì phải phát huy được cái kiến thức này lên một cái tầm mới.